Đối với nhiều mẹ, dù đã từng sinh con, dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh đôi khi cũng dễ bị nhầm lẫn với các tình trạng khác. Hãy cùng tham khảo với những dấu hiệu sau đây sẽ giúp mẹ biết thời gian sắp sinh trong 24 giờ tới. Hãy chuẩn bị đồ đạc cần thiết để vào viện khi có những dấu hiệu này mẹ nhé. 1. Vỡ ối. Theo một số nghiên cứu, khoảng 8% số mẹ bầu bị vỡ ối trước khi có những cơn co thắt thường xuyên. Các bác sĩ cho biết, một khi đã vỡ ối, điều đó nghĩa là chuyển dạ đã sắp gần đến. 80% phụ nữ sẽ chuyển dạ tự nhiên trong vòng 12 giờ sau khi vỡ ối. Nước ối thường trong và có màu vàng rơm nhạt, khá tương đồng với nước tiểu. Đôi khi, vỡ ối có thể kèm theo chút máu. Hãy gọi cho bác sĩ ngay nếu như nước ối có mùi hoặc là màu bất thường. Hầu hết phụ nữ thường chuyển dạ trong vòng 24 giờ sau khi vỡ ối. Những mẹ bầu chưa sinh trong thời gian này rất có thể sẽ được kích thích để sinh nhanh hơn, bởi nếu thiếu ối sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho thai nhi. 2. Da máu. Khi mang thai, cổ tử cung được đóng lại bởi một nút nhầy. Đó là cách tự nhiên để bảo vệ em bé của bạn khỏi bị nhiễm trùng. Nhưng khi bạn chuyển sang giai đoạn chuyển dạ, cổ tử cung bắt đầu giãn ra và mềm hơn để chuẩn bị cho việc sinh nở, khiến những gì tích tụ ở đó bị bong ra. Nút nhầy có thể bị đẩy ra ngoài kèm theo máu. Dịch nhầy này thường dính như thạch, có thể có màu nâu hoặc màu hồng khi cổ tử cung tiếp tục mỏng và mở ra, khiến các mạch máu nhỏ bị vỡ dọc theo bề mặt cổ tử cung. Khi có dấu hiệu này, quá trình chuyển dạ có thể sẽ diễn ra trong vài giờ tới, nhưng cũng có người lâu hơn, khoảng vài ngày hoặc hàng tuần. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng cần lưu ý rằng nếu có dấu hiệu da nhầy kèm chút máu đó là điều bình thường, nhưng nếu bạn bị ra quá nhiều máu thì đó lại là dấu hiệu nguy hiểm. Vì vậy, hãy liên hệ ngay bác sĩ hoặc là bệnh viện để được hướng dẫn, và tốt nhất mẹ nên chuẩn bị đồ để vào viện ngay vì chuyển dạ đã tới rất gần. 3. Xuất hiện các cơn co thắt tử cung. Khi mẹ chuẩn bị sinh thực sự, cơn co thắt sẽ xuất hiện với những cường độ mạnh, gây đau khiến mẹ bầu khó chịu và không giảm đau dù cho mẹ đã thay đổi tư thế. Một dấu hiệu dễ nhận biết dấu hiệu chuyển dạ thật đó là cơn co diễn ra liên tục đều đặn, khoảng 5 đến 7 phút sẽ có một cơn co kéo dài từ 30 giây đến 1 phút. Nếu quá trình chuyển dạ của bạn bắt đầu vào ban đêm, hãy cố gắng giữ tinh thần thoải mái và thư giãn, có thể ngủ thêm nếu có thể. Ngược lại, nếu cơn chuyển dạ bắt đầu vào ban ngày, hãy đứng thẳng và vận động nhẹ nhàng. Điều này giúp em bé di chuyển xuống khung chậu của bạn và giúp cổ tử cung của bạn giãn ra, sẵn sàng cho việc đón em bé. 4. Đau lưng. Đau lưng là triệu chứng thường gặp trong suốt quá trình mang thai. Tuy nhiên, vào những tháng cuối của thai kỳ, khi mẹ bầu cảm thấy cơn đau trở nên cực kỳ gay gắt, đây có thể là dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh. Dấu hiệu này gặp ở 1/3 mẹ bầu. Cơn đau lưng dữ dội là dấu hiệu đầu tiên chắc chắn mẹ bầu sắp đến ngày chuyển dạ. Phía trên là 4 dấu hiệu chuyển dạ báo hiệu mẹ sắp sinh trong 24 giờ. Các mẹ hãy nhớ điều quan trọng nhất khi có dấu hiệu chuyển dạ, đó là mẹ bầu cần nhanh chóng tới bệnh viện để được đội ngũ bác sĩ hỗ trợ và chăm sóc tốt nhất cho mẹ và bé. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu sẽ thật bình tĩnh, thoải mái và tự tin vượt cạn thành công nhé!